Trở lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Con xin rất là nhiều bạn nha hỏi mình đất trồng cây lâu năm nghĩa là gì? Em mua đất trồng cây lâu năm được không? Em muốn mua đất trồng cây lâu năm để em đầu tư lâu dài có được hay không? Thì câu hỏi đó cũng khá khá là hay, cho nên mình sẽ vào luôn cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Có nên mua đất trồng cây lâu năm và cách để chuyển đổi đất trồng cây lâu năm ha. Trước tiên á thì để phân biệt đất trồng cây lâu năm là gì thì chúng ta có những cái nội dung như sau. Chúng ta phải phân biệt đầu tiên có mấy loại đất. Đất ở đây thường thường nó có đất để trồng cây lâu năm nè, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất ở nè, đất xây dựng trụ sở cơ quan. Nhưng mà chúng ta nhớ trong đầu mình có ba loại đất chính. Những cái đất này là tập hợp con của ba loại đất này, thường thường như là loại đất thứ nhất đất nông nghiệp, loại đất thứ hai đất phi nông nghiệp, và loại đất thứ ba là đất chưa sử dụng khác. Để mình vào luôn đất nông nghiệp là trong những cái loại đất á, trong trong đất nông nghiệp thì bao gồm những cái loại đất sau đây: đất cây hàng năm nè, trồng lúa, và đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác. Đó là những cái đất trồng đất nông nghiệp. Thì còn đất phi nông nghiệp thì là bao gồm những cái loại sau đây: đất ở nè, đất xây dựng trụ sở cơ quan là đất phi nông nghiệp đó. Phi nông nghiệp tức là không có làm nông nghiệp trong đó. Đất an ninh quốc phòng, đất sản xuất kinh doanh nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp nè, đấy, đất sử dụng vào mục đích công cộng là như đất giao thông, đất vui chơi giải trí, các công trình bưu chính viễn thông đó, đất cơ sở tôn giáo tín ngưỡng cũng là đất phi nông nghiệp, hoặc là đất nghĩa trang nè đó, đất sông ngòi kênh rạch, đất phi nông nghiệp khác. Đó là những loại đất phi nông nghiệp. Thì tiếp theo một thứ ba là đất chưa sử dụng. Đất chưa sử dụng nông nghiệp bao gồm những đất như bãi bồi ven sông, ven biển. Đó là những cái loại đất mà chúng ta cần phải biết. Thì đất trồng cây lâu năm thuộc vào đất nông nghiệp. Và đất trồng cây lâu năm cụ thể là đất gì? Như cái tên cũng đã nói cho các bạn biết rồi, đất trồng cây lâu năm là đất để trồng những cái cây thật là lâu năm, như là cây cao su nè, cây điều nè, cây những cái cây cái như cây bàng, hoặc là những cây bàng thì người ta không có kinh doanh đâu nha. Những cái cây keo nè đó, những cây cây tràm nè đó, đó là những cái cây mà đất dùng cho những cái cây lâu năm, thì người ta trồng những cái cây lâu năm, đó là đất trồng cây lâu năm. Thì cái việc mà chuyển đổi đất trồng cây lâu năm này thì thật ra nó cũng đơn giản thôi, chứ không phải là phức tạp như mọi người thường nghĩ đâu. Còn chúng ta vẫn có thể mua đất trồng cây lâu năm, nhưng mục đích của chúng ta mua để làm gì? Chúng ta mua đất trồng cây lâu năm để làm trồng cây lâu năm thì chúng ta ok có thể mua, nhưng chúng ta mua đất trồng cây lâu năm mà chúng ta mua vào cái loại đất trồng cây lâu năm mà chúng ta mua để xây nhà thì đó lại không được nha. Không được phép xây nhà trên đất trồng cây lâu năm, trừ khi đất trồng cây lâu năm này được quy hoạch vào một cái diện gọi là quy hoạch đất ở, thì chúng ta lúc đó chúng ta xin chuyển đổi từ cây lâu năm sang đất ở, thì xong rồi chúng ta mới xin giấy phép xây dựng và bắt đầu chúng ta mới cất nhà được. Đó, ở ở cái bài này á, mình sẽ hướng dẫn các anh chị, có thể mình dựa vào cái bài này mình làm một cái barem mình xin chuyển đổi đất trồng cây lâu năm nhé. Đất trồng cây lâu năm á, thật ra nó cũng là một cái trăn trở của nhiều nhà đầu tư khi các dự án đang ở cây lâu năm. Và những cái các anh chị á, đôi khi các anh chị quá bận rộn, các anh chị không không có thời gian mà tìm hiểu, thì các anh chị dựa vô cái bài này các anh chị có thể tiết kiệm được thời gian cho bản thân mình, hoặc là các anh chị có tổng hợp được cái kiến thức cho bản thân mình để mà biết đất trồng cây lâu năm là đất nào. Đó, chúng ta muốn biết được, khi chúng ta đi xem miếng đất thì chúng ta thấy là đất trồng cây lâu năm, chúng ta muốn biết là cây lâu năm này nó có xây dựng được không. Chúng ta phải quan tâm cái điều đó để về sau nếu mà chúng ta có muốn làm nhà ở thì chúng ta phải biết được cái điều là cây lâu năm này, đất này có thể xây dựng được, thì chúng ta nên mua bằng cách chúng ta xem quy hoạch
xem quy hoạch miếng đất của mình tại các cơ quan chức năng như là phòng tài nguyên môi trường này, văn phòng đăng ký đất đai, hoặc là ủy ban nhân dân địa phương đấy, hoặc là ủy ban nhân dân xã đó, các văn phòng đất đăng ký đất đai, các chính quyền đó, những cái nơi này á thì họ có quyền á, họ phải cung cấp quyền và nghĩa vụ cung cấp cho chúng ta đầy đủ những cái thông tin về quy hoạch của miếng đất đó. Thì khi các anh chị mua, chúng ta chỉ cần biết một điều nè, nếu các anh chị có thể mua đất trồng cây lâu năm vẫn được bình thường, nhưng nó phải quy hoạch, được quy hoạch vào đất ở, thì khả năng thanh khoản về sau chúng ta sẽ được tăng cao. Những cái người sau người ta muốn mua, người ta cũng nhìn vô và nói cái miếng đất của tôi, của anh có thể là xây nhà được, chỉ cần đâu có tiền đóng lên thổ cư thôi, là cái người ta có thể là người ta mua rất là nhanh nha quý anh chị. Và để biết được cái đất trồng cây lâu năm này nó có thể quy hoạch được sang đất ở hay không, có được chuyển đổi sang đất ở hay không, thì nó cũng phải phụ thuộc vào chính sách của từng địa phương, của đảng và nhà nước, mỗi nơi mỗi khác nhau. Ví dụ như ở Sài Gòn này thì đất trồng cây lâu năm thì một số nơi như mà ở những vùng ven á đó, những vùng ven thì có một số nơi thì có thể là cho chuyển đổi, một số nơi thì lại không, do chính tính chất của từng địa phương. Các anh chị có thể nghĩ đơn giản là về như thế này: nếu địa phương không quy hoạch những cái đất trồng cây lâu năm thành đất ở một cụm, thì họ sẽ rất là khó quản lý trong cái việc xã hội, văn hóa, những cái đời sống của người dân. Cho nên họ sẽ gom lại những cái nơi nào cho người ở thì họ sẽ quy hoạch là vùng đất ở để họ tiện cái công việc quản lý của từng mỗi địa phương nhá. Khi mà chúng ta đi mua, đi giao dịch á, thật ra các anh chị biết nè, rất là nhiều nhà đầu tư người ta sẽ lựa những cái chỗ này. Rất là nhiều nhà đầu tư, bạn ơi, mời bạn qua bên kênh YouTube Trọng Xa Lý nha, mình đang làm bài đây. Rất là nhiều nhà đầu tư người ta đi kiếm những cái mảnh đất thật là to, đất trồng cây lâu năm mà nó thuộc giao diện quy hoạch đất ở đó các bạn. Khi mà bắt đầu dân rồi bắt đầu kéo hội tụ về, người ta thanh khoản rất là nhanh. Đó là những cái tầm mà những cái nhà đầu tư mà người ta lão luyện á, người ta có thể làm những cái điều đó nhá. Cho nên các anh chị đừng có lo sợ hả, sau cái bài này các anh chị cứ kiếm đất trồng cây lâu năm mà được quy hoạch đất ở, thì dựa vô cái bài này mình xin chuyển đổi mục đích nếu mình có tiền, còn không có tiền các anh chị cứ để đó, vẫn có lời nha các anh chị. Tại vì mỗi năm á thì như là vậy nè, thí dụ như một cái phường này, một cái thị trấn này đi, nó bao gồm nhiều phường xã. Cái thị trấn này cho kêu cái xã A này năm nay cho lên 10.000 mét vuông đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất ở, thì nó có một cái hạn chế với anh chị. Nếu mà anh chị chiếm được, mua được một số miếng đất trong 10.000 mét vuông đó, thì các anh chị là những cái người tiên phong trong cái khu vực đó nha. Và khi cái khu vực đó nó phát triển thì các anh chị sẽ là người nắm giữ những cái mảnh đất mà có nhu cầu cao như vậy. Đối với cái thị trấn, thị xã chỗ đó, qua hết cái xã ngay chỗ này một năm nay thì cho một năm thì bắt đầu nhảy qua cái xã khác, còn cái xã này không được ưu tiên lên đất trồng cây lâu năm sang đất ở nữa. Đó là đặc điểm nha, quy hoạch rất ít theo phần trăm mỗi năm. Đất ở hiện hữu có thể mua được, chuyển nhượng mua bán thì bình thường. Để mà chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm mà được quy hoạch đất hiện hữu thì chúng ta chỉ cần xin chuyển đổi mục đích sử dụng bằng cách nộp thuế phí chuyển đổi. Chúng ta nộp thuế phí chuyển đổi là chúng ta có thể xin chuyển đổi được. Thì để làm được điều này chúng ta cần phải có một bộ hồ sơ. Chúng ta có thể là lấy cái mẫu ở trên những cái văn phòng đăng ký đất đai, ủy ban nhân dân địa phương đấy, hoặc là phòng tài nguyên môi trường, ở trên đó thì người ta có cái mẫu sẵn. Chúng ta sẽ là mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích đó. Như những cái đã có những cái đất như nè, đất ở mà được quy hoạch công viên cây xanh,
công trình trình công cộng, bệnh viện, trường học, đất giao thông. Nó cũng gọi là đất trồng cây lâu năm nha các bạn, nhưng mà nó đã được quy hoạch đất ở, nhưng mà nó lại vô diện là quy hoạch cây xanh nữa. À, vậy là không nên mua nha anh chị. Nếu mà muốn mua á thì chúng ta xem lại cái giá đền bù, nhưng mà tốt nhất là không nên mua, tại vì nó nằm ở trong cái quy hoạch, trước sau nó cũng bị giam ở chỗ đó. Còn cái đất nông nghiệp không được xây dựng, được quy hoạch công viên cây xanh, công trình giao thông, công trình công cộng, bệnh viện, trường học, chúng ta không nên mua vì bị quy hoạch nhá. Chúng ta có những cái cách chuyển đổi mục đích từ cây lâu năm sang đất ở như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ làm đơn chuyển đổi mục đích, nộp lên cơ quan chức năng, văn phòng đăng ký đất đai, hoặc là ủy ban nhân dân, đó, những cái nơi mà nó thuộc thẩm quyền. Thứ hai là chúng ta có quy định về mặt diện tích, mặt hiến đường, nếu chưa có đường, chiều ngang đất, chiều ngang tối thiểu, đất có sổ, đây, có quy định về mặt diện tích. Thí dụ bao miếng đất đó bao nhiêu diện tích thì mới được lên thổ cư, chứ không phải là các anh chị ví dụ chỉ có miếng đất ở thí dụ ở Bình Dương đi mà nó có 20 mét vuông hoặc là 30 mét vuông thì nó không có đủ diện tích, như 150 mét vuông, có nơi 200-300 mét vuông thì nó mới cho lên thổ cư. Có nhiều nơi đó, nó có quy định về mặt diện tích theo từng địa phương, hoặc là hiến đường. Chúng ta gặp những cái miếng đất mà chúng ta không có đường đi á các anh chị, như mình đã nói những cái bài trước rồi, nếu gặp những cái miếng đất không có đường đi á thì chúng ta cần phải hiến đường thì chúng ta mới được lên thổ cư và cái thủ tục hiến đường. Tuy nhiên cái thủ tục mà hiến đường này á nó khá rườm rà nha các anh chị. Và chiều ngang tối thiểu, các anh chị cũng thấy như ở thành phố có những căn nhà mà chiều ngang 2 mét vuông, chiều ngang 2 mét ngang thì nó không được công nhận, đúng không các anh chị, nó không được cấp sổ luôn. Đấy. Và cuối cùng là đất phải có sổ. Đấy, đất phải có sổ thì mới lên được thổ cư. Tại vì có sổ mới đi làm được thổ cư chứ, đúng không? Và cái những cái thổ cư đó nó sẽ in vô cuốn sổ của mình luôn, gọi là đất đất ở các anh chị, nó ghi ở mục đất ở đó. Nộp khoản phí bao gồm tiền sử dụng đất, thuế trước bạ, phí chuyển đổi. Theo bản giá đất của nhà nước niêm yết công khai và kèm một số phụ phí khác. Đó. Ví dụ, hạn mức đất ở mỗi địa phương tùy tỉnh khác nhau, có những hạn mức chuyển đổi khác nhau. Đấy, ví dụ như Đồng Nai này. Như Đồng Nai thì mình vừa nói xong là 200 mét vuông một gia đình. Một gia đình á, tức là nguyên một hộ gia đình á là có nơi là ở Đồng Nai là chỉ có được 200 mét vuông đất thổ cư thôi, mặc dù đất là bao la bát ngát cả ngàn mẫu luôn rồi, cả ngàn mét vuông luôn, nhưng mà chỉ được 200 mét vuông thổ cư. Hoặc là Bình Dương thì như các anh chị có 500 mét vuông đất nông nghiệp thì các anh chị chỉ lên được 150 mét vuông thổ cư thôi. Đấy, như ở miền Bắc có một sào thì cũng lên hai cũng có 200 mét vuông, có nơi một sào thì cũng có 300 mét vuông để đất nông nghiệp từ mỗi người đó. Ví dụ chuyển đổi hơn quy định thì phí sẽ chênh lệch hơn quy định thường thì gấp 1,4 lần. Ví dụ như là vậy, các anh chị có muốn có một miếng đất 500 mét vuông, nhưng các anh chị muốn chuyển đổi 150 mét lên 150 mét vuông là theo cái quy định, nhưng còn 350 mét vuông còn lại các anh chị muốn chuyển đổi toàn bộ 500 mét vuông lên thổ cư, thì các anh chị sẽ phải đóng 150 mét vuông đầu tiên là theo cái khung giá của nhà nước mình không nói, nhưng 350 mét vuông còn lại thì theo cái luật mới bây giờ mình sẽ đóng 1,4 lần, có nghĩa là cái giá của nhà nước đưa ra nhân cho 1,4 lần, tức là đóng mắc hơn 40% nữa nha anh chị. Đó là cái luật mới bây giờ á, các anh chị muốn lên full toàn bộ thổ cư thì các anh chị phải chấp nhận những cái điều đó, và nếu có điều kiện mình nói các anh chị nên mua lên thổ cư nha. Tại vì lên sớm đi, lên mà lên trễ á, là nó sẽ bị tăng, thổ cư tăng á, giá thổ cư tăng, các anh chị mà lên trễ là các anh chị có thể là gặp những cái trường hợp mà không có tiền đóng luôn á, anh chị lên rất là nhanh nha. Theo những cái kế hoạch 5 năm, 10 năm của chính quyền địa phương á, giá đất lên mỗi ngày. Về cái trường hợp nha, chúng ta có những cái trường hợp khó khăn nè, neo đơn nè, người có công với cách mạng nè,
thì sẽ được ưu đãi nợ phí hoặc là nợ phí chuyển đổi trong 5 năm. Nếu sau 5 năm trả mỗi năm, nếu sau 5 năm nữa thì mỗi năm sẽ được giảm 2% tiền phí chuyển đổi. Đó. Với trường hợp như theo mình nhớ là những cái trường hợp neo đơn nè, khó khăn nè, những cái trường hợp mà nói chung là về gia cảnh á, thì sẽ được miễn hầu như là giảm 80%, nhiều nhất là 80%. Còn có những cái trường hợp mà người có công với cách mạng á, người có công cách mạng là những cái chuyển đổi, những cái phí chuyển đổi như thế này miễn luôn. Các anh các chị, mình sẽ làm một bài về những cái trường hợp mà được ưu đãi nợ phí chuyển đổi nha. Nợ phí chuyển đổi ở đây là các anh chị phải hiểu, khi chúng ta không có tiền nhưng chúng ta muốn chuyển lên chuyển mục đích thổ cư từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, là đất thổ cư, là đất ở các anh chị, mà chúng ta không có tiền, thì chúng ta vẫn có thể chuyển đổi được bằng cách chúng ta nợ tiền nhà nước. Thì nhà nước cho mình nợ trong 5 năm, 5 năm nhớ trả nha. Còn nếu mà không có thuộc cái trường hợp mà được ưu đãi này, nhà nước sẽ tính lãi. Thì đúng rồi, cho mượn tiền thì cũng phải tính lãi chứ, đúng không? Thì lúc mà anh chị chuyển đổi về mà anh chị nợ tiền nhà nước, thì các anh chị nên biết một điều, lúc khoảng thời gian đó chúng ta không được phép giao dịch, chúng ta không được phép giao dịch cái miếng đất đó. Tại vì sao? Tại vì lúc mà chúng ta đang nợ nhà nước á, các chị phải hiểu, nếu mà chúng ta đang nợ nhà nước mà chúng ta được nhà nước cho mình giao dịch cái miếng đất đó, mình ôm tiền mình bỏ mình trốn sao, đâu được. Cho nên nhà nước sẽ khóa chức năng giao dịch cái miếng đất của các anh chị lại đó, cho trừ khi đến lúc mà các anh chị thí dụ như bán cho một cái người kia, các anh chị ký tiền cọc, bởi vì người kia đưa tiền cọc cho các anh chị nộp vô nhà nước, thì cái nhà nước sẽ trả lại in trong cuốn sổ của các anh chị á, là đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đó. Là lúc đó các anh chị có thể cầm cuốn sổ đó in là đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đó, các anh chị đi ra văn phòng công chứng, các anh chị mua bán bình thường nhá. Nói chung là phải trả tiền cho nhà nước chứ không thể nào mình ấy được. Tiếp theo là phí trước bạ. Phí trước bạ là 5%, bao gồm là những cái phí phụ như là phí địa chính này, phí địa chính nè, phí đo vẽ đo đạc đấy. Thì chúng ta khi mà chúng ta muốn chuyển đổi mục đích thì chúng ta phải đo vẽ đo đạc lại đó, là cái đó là những cái khoản phí riêng. Như những cái phí mà đo vẽ đo đạc á là người ta tính tính mốc. Thí dụ như nhà anh chị có bốn cái có một miếng đất hình vuông, thì nó hình vuông là bốn cạnh, đúng không, bốn góc, thì người ta sẽ xuống đo bốn cái góc đó, mỗi góc người ta cắm vô bốn cọc, mỗi cọc là người ta thường thường á người ta sẽ tính là 500.000 một cọc, thì bốn cọc là 2 triệu, nhưng tốn thêm 120 đến 150 tiền cái cọc bê tông nữa, các anh chị biết không? Cái cọc bê tông đó thì người ta cắm vô miếng đất của các anh chị, người ta tính thêm 120 đến một cọc nữa, thì bốn cọc nghĩa là 480, vòng vòng sẽ là 2,5 triệu nếu mà miếng đất của anh chị mà hình vuông đó. Đó đó là phí phí đo đạc đó các anh chị. Ngoài ra để chia sẻ với các anh chị cách mà để chúng ta đóng đóng cọc, thì các anh chị nhớ, các anh chị nhớ là cái ký hiệu hình vuông đúng không? Đây hình vuông xuống ký hiệu hình vuông. Đây chúng ta sẽ ghi cái ký hiệu hình vuông là một nửa cái ô vuông vuông vô cái hai cái cạnh vuông góc đúng không các anh chị? Ký hiệu hình vuông đúng không? Thì chúng ta đóng cái cọc đó, cái ký hiệu hình vuông đó đóng dính vô cái cọc đó nằm trong phía ranh đất của chúng ta, để sau này chi chúng ta cứ như vậy mà chúng ta xây lên, chúng ta không bị tranh chấp cái vấn đề gì hết. Đó là những cái chia sẻ các anh em đo đạc người ta chia sẻ lại với mình nha các anh chị. Để làm được cái điều này á thì các anh chị nhớ mua đất cây lâu năm mà được quy hoạch đất ở, thì nhưng mà phải chính xác là được quy hoạch đất ở nha, bằng cách các anh chị phải hỏi những các anh chị phải không tốt nhất không nên tra trên các phương tiện truyền thông, tại vì có mỗi nơi mỗi khác, trực tiếp các anh chị phải đi hỏi những cái ở tại cái văn phòng đăng ký đất đai á, tại ủy ban á, thì những cái nơi đó có quyền trả có quyền và nghĩa vụ trả lời cho các anh chị, hoặc là các anh chị kêu người chủ của cái miếng đất đó làm một cái bản trích lục quy hoạch, xin một cái bản trích lục quy hoạch từ 7 đến 10 ngày đó. Lúc đó các anh chị coi được cái trích lục quy hoạch này đã được quy hoạch đất ở hay chưa, thì các anh chị có đã được quy hoạch đất ở thì các anh chị phải mua, thì hãy mua nha các anh chị, nhưng phải thật sự chính xác.
Nếu mà các anh chị không có chính xác được cái điều này thì rủi ro rất là cao, các anh chị mua cái đất cây lâu năm mà cái khả năng thanh khoản về sau lại không tốt nha các anh chị. Chúc các anh chị có một cái tầm nhìn của tương lai. Thật sự những cái tay mà chùm đất người ta nhìn được trước được cái điều này, người ta sẽ đi thêm một cái ba rem này, người ta làm kinh doanh đất rất là ngon, rất là hay nha các anh chị. Các anh chị chỉ cần á, lưu cái bài này lại, lúc nào mình muốn đi mua đất rồi đất nông nghiệp á, hoặc là đất mà cây lâu năm, các anh chị mở ra các anh chị coi lại thôi, rất là đơn giản thôi các anh chị. Chúng ta nhớ trong đầu cây lâu năm hoặc là cây hàng năm hoặc là đất lúa cũng được nữa, nhưng phải được chuyển đổi đất ở thì chúng ta được mua. Còn nếu nhớ các anh chị, nếu mua không nhằm mục đích để ở thì chúng ta có thể mua, còn nếu chúng ta mua nhằm mục đích để ở thì các chúng ta không được mua những cái đất nông nghiệp này nha các anh chị. Nếu mà lần đầu tiên các anh chị xem kênh YouTube Trồng Sa Lý á, hoặc là fanpage YouTube Trồng Sa Lý á, thì các anh chị nhớ bấm like và chia sẻ nha. Những cái bài online thì mình không có việc sức, nhưng mà những cái bài offline mình sẽ có phụ đề hoàn toàn, các anh chị chỉ cần bấm vô cái chữ CC á thì hoàn toàn có phụ đề cho các anh chị luôn, nghe và đọc cho nó thật sự chính xác nha các anh chị. Cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. À.